Rồi, đây, ngồi xuống đây em ơi. Rồi, mời hai bạn hãy tháo mặt nạ của mình ra nha. Rồi. Thưa quý vị, hai bạn đã vào đúng vị trí của mình rồi. Và bây giờ thì bạn trai, hồi nãy giờ mình bị bịt mắt mà mình ngồi chờ đợi, nên mình được ưu tiên giới thiệu trước về những thông tin cá nhân của mình, nói lớn to rõ cho đối phương có thể nghe được nha. Dạ, em chào chương trình, chào chị Tường và chào bạn nữ kế bên á. Ừ. Em tên là Dương. Dương? Dạ, em sinh năm một cái gì Dương? Phạm Đình Dương chị. Phạm Đình Dương, rồi. Quê ở Thanh Hóa, hiện tại đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Mình đang làm công việc gì Dương? Em làm kỹ sư điện. Kỹ sư điện. Dạ. Mời bạn gái giới thiệu thông tin của mình nè. Dạ, em chào chị Tường. Em chào anh bên kia và chào khán giả truyền hình. Em tên là Trần Thị Sáu, năm nay em 33 tuổi, nghề nghiệp của em là dược sĩ. Em quê ở Quảng Bình ạ. Và em đã vào đây ở được 10 năm rồi ạ. 10 năm rồi, dạ. Hiện tại là Sáu đang ở với ai? Thì em ở một mình. Ở một mình, vô đây dạ. 10 năm ở một mình, cũng dạ. Mình cũng thuê nhà ở luôn hay sao em? Dạ vâng ạ. À, em làm dược ở chỗ nào? Dạ em đang làm ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Là hiện tại bây giờ là đang sống ở Nhân Trạch, Đồng Nai? Dạ vâng ạ. Đây là quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có xuống Đồng Nai chơi lần nào chưa? Cũng có xuống mà ít xuống. Biết Nhân Trạch không? Có. À. Thế bây giờ nếu mà yêu mà nó xa xa không cùng trong thành phố thì là Dương có ngại gì không? Cũng ngại đi xa chị. Ngại gì, bây giờ mình thanh niên mình còn xích đi được mình cứ đi chứ, thời gian công việc bận nhiều lắm không? Cũng nói chung cũng có lúc bận lúc rảnh chị. Mình đi làm là nghỉ cuối tuần hay sao? Hay là dạ đúng rồi, cuối tuần em nghỉ. Cuối tuần. Bữa nay Sáu đi làm cũng nghỉ cuối tuần hay sao? Dạ em làm ngày này em cũng làm hết, tại vì công việc của em là bán thuốc á nên rồi không làm... có tháng nghỉ ngày nào hết trơn trọi hả? Tháng nghỉ mấy ngày chứ? Dạ không nghỉ, tại vì là tiệm thuốc của em luôn nên em tiệm làm thuốc của em luôn. Dạ. Sáng mở cửa mấy giờ tới mấy giờ? Dạ em làm từ 6 giờ sáng tới 10 giờ khuya. Trời ơi, vậy rồi làm sao có bộ, giờ có bộ đi chơi, đi tìm hiểu, đi bằng giờ nào? Dạ, thì đó cũng là lý do mà em ế tới giờ. Chỉ vì lý do là em ế, nhưng mà nếu em không cải thiện được lý do đó thì em vẫn ế à. Tại vì chị cũng đâu cải thiện được cho em đâu. Ví dụ giờ anh nào quen với em mà ngày nào em cũng 6 giờ sáng, 10 giờ đêm ngồi đi chơi giờ nào? Thì mình phải bây có giờ... một cái phương án nào khác không, mà mình tìm người phụ hay là gì thì mình mới có bạn trai được chứ. Thì nếu mà có bạn trai mà đủ làm cho em có động lực em đóng cửa đi chơi thì em... Trời ơi, là đi chơi là đóng cửa, dạ. Là tiệm thuốc em bán một mình anh em thôi. Dạ vâng ạ. Trời ơi, mà cô bán thuốc xinh vậy mà hồi đó giờ chưa có anh nào bệnh nhân tới mua thuốc mà để ý hả? Dạ cũng có, nhưng mà em cảm thấy không phù hợp nên em không quen. Chưa muốn đóng cửa phải không? Dạ vâng. Bây giờ là muốn tìm một người nào để có thể đóng cửa tiệm thuốc đi chơi đúng không? Dạ. Rồi bên đây thì sao nè, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Dương? Chắc điểm mạnh là chắc em biết chơi tất cả các môn thể thao vậy. Tất cả các môn thể thao? Ví dụ môn gì? Đá banh, giờ đánh cầu, chơi cờ, rồi đánh bida. Trời ơi, đá banh gì mà tay chân bủng rủng gì, gì mà đá banh gì ông? Ông gạt tôi hả? Đó thật chị. Đá banh? Dạ. Gì nữa? Đánh cầu lông, rồi bida, rồi... Đánh cầu, bida? Dạ. Ủa đánh cầu thì cũng phải dùng lực cánh tay, sao cái tay ông nó còn mềm hơn cái tay tôi nữa. Là tôi gồng lên còn có con chuột nào, ông có không? Ông thì đánh kỹ thuật thôi chị chứ không cần lực nhiều. Đánh cầu đâu cần lực đâu chị. Ủa đánh kỹ thuật thì cũng phải vậy chứ, đánh kỹ thuật đánh làm sao? Rồi đừng gạt tôi nha, đừng gạt tôi nha. Rồi, bây giờ còn chơi thể thao không? Lâu rồi cũng không chơi, tại giờ này bệnh quá không việc không. Lâu là bao lâu? Chắc cũng 2-3 năm rồi không chơi. Trời đất ơi, rồi điểm yếu? Chắc hơi nhát chị. Nhát, thấy có vẻ hơi nhát thiệt ha. Dạ. Còn cái gì nữa không? Ngoài cái nhát ra còn gì nữa không? Cũng hơi lười chị. Lười là lười cái gì? Lười tắm? Không, tắm thì vẫn tắm bình thường vậy. Chứ lười cái gì? Hơi ngủ nướng như vậy. À, không, thật ra thanh niên chưa vợ mà ai cũng vậy hết trơn á, cái đó không quan trọng. Thế còn Sáu thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của Sáu là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em là mọi người thuộc tiếp người phụ nữ của gia đình. Dạ. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính và cũng hơi nhút nhát một xíu. Trời, hai bên nhút nhát hết rồi, gặp nhau nói chuyện hẹn hò rồi ai là người mở lời đây? Khổ ghê vậy đó, còn gì nữa không? Còn nhiều lắm, giờ em không nhớ hết. Còn có ưu điểm đi, thêm vài cái ưu điểm cho chị đi. Em biết lắng nghe, biết chia sẻ. Hết rồi chị ơi. Vậy thôi đó hả, là ưu điểm chứ có vậy. Em tìm không ra chứ nhớ đó hết. Tình trường thì sao, mình có mấy mối tình rồi? Dạ thì trước giờ thì em có hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình thì chia tay cách đây khoảng 4 năm rồi. Mà mình quen cái mối tình đó được bao lâu? Dạ cũng khoảng 1 năm ạ. Rồi chia tay cách đây 4 năm rồi. Dạ vâng ạ. Sâu đậm lắm không?
Dạ cũng không có sâu, chưa có mối tình nào mà trọn vẹn hết ạ. Thì đương nhiên không trọn vẹn mới ngồi đây chứ, trọn vẹn kết hôn rồi. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay mối tình đó? Em cảm thấy như là hai người không phải là duyên nợ của nhau thì nên dừng lại. Nhưng cũng quen được cả năm rồi, thí dụ như không hợp là không hợp chỗ nào, không phải duyên nợ là cái chỗ cụ thể cái chỗ nào, để bây giờ mình rút kinh nghiệm cho cái mối tình sau nè, hiểu không? Không đồng đều quan điểm về tình yêu. Quan điểm của em thì như thế nào mà quan điểm của bạn đó thì như thế nào? Dạ quan điểm của em thì trong tình yêu thì chung thủy, sự chung thủy thì em luôn đặt lên hàng đầu. Còn bên bạn kia thì em thấy không được chung thủy giống em. Dạ. Không được chung thủy vậy là em phát hiện bạn đó lăng nhăng hay sao? Dạ vâng ạ, lại như vậy. Bắt tại trận hay là nghe người ta nói? Dạ em bắt tại trận. Bắt tại trận luôn. Không, cụ thể sao, cụ thể sao nè? Cái này qua điện thoại thôi chị ạ. Với lại nó cũng lâu rồi. Em thấy trong tin nhắn điện thoại hả? Dạ vâng ạ. Là bắt tại trận rồi, anh đó chối hay là anh đó là thừa nhận, xin lỗi hay là anh đó bơ luôn? Lúc đầu thì không nhận nhưng sau đó thì nhận và xin lỗi mà xin tha thứ, nhưng mà em không chấp nhận được nên em chia tay. Rồi hiểu. Dạ. Luôn. Còn em thì sao nào, tình trường mình như thế nào? Trước giờ chắc em cũng chưa mối tình nào. Đó giờ chưa có mối tình nào hết? Dạ. Thiệt hay giỡn vậy ông? Nói thiệt chị. Còn Jin luôn. Khi đó bị để bạn nữ kiểm tra. Trời ơi, bạn nữ kiểm tra sao được, chị cũng phải kiểm tra trước sơ sơ rồi thông. Dạ. Tin coi em có mận ăn gì được hay không chứ, tự nhiên giao đời con gái cho em rồi em không làm gì được hết rồi sao, biết mận không? Có chứ chị, khi đó là biết bản được. Năng thì biết chứ. Bản năng hả? Dạ. Mà em nghĩ là em làm được không? Chắc có chứ. Chắc có. Mà em thích phụ nữ không? Có chị. Tại sao? 30 mấy tuổi à, nãy em nói em nhiêu tuổi? 34 chị. 34 tuổi là ít nhất 20 tuổi, là cho em 20 tuổi biết yêu là phải rung động là trễ rồi. Tại sao 14-15 năm nay mà không để ý được ai, không quen được ai, lý do gì? Chắc em cũng đi làm á chị, làm rồi đi ham công làm. Trường nhiều á chị. Dạ, trước khi đi bao nhiêu người, người ta cũng đi công trường nhiều, người ta cũng làm mà người ta vẫn có tình yêu, còn cái lý do nào khác không? Nói chung em cũng quen, nhưng mà ví dụ đi công trường nhiều á, tính em thì cũng không thích nhắn tin nhiều á, nên người ta em lười nhắn tin đó chị. Nhưng có gọi điện không? Cũng có gọi điện. Thích quen mà không nhắn tin rồi thì rồi làm sao thì kết nối với nhau như thế nào? Chứ đâu phải lúc nào mình cũng gặp nhau được đâu. Ví dụ công việc nhiều khi cả tuần mới hẹn nhau cuối tuần đi chơi, rồi không lẽ nguyên cả tuần là không nhắn tin cho người ta luôn thì đứt liên lạc là đúng rồi. Trời ơi, sao hai bạn của tôi hôm nay có tư tưởng nó lạ quá, hèn chi. Thế em phải quan tâm mỗi ngày sáng là em ăn gì chưa, em đi làm rồi này kia, đúng không? Ít nhất một ngày cũng phải 3 cử, sáng trưa chiều, giống như em ăn cơm vậy thì mới là gọi là mối quan hệ yêu đương. Chứ giờ không lẽ cả tuần mới gặp nhau lần rồi không nhắn không gọi gì rồi cả tuần mới gặp thì làm sao mà kết nối được với nhau? Mà giờ muốn lấy vợ chưa? Muốn rồi chị. Muốn rồi. Dạ. Đó giờ có nắm tay ai, có hôn ai cái nào chưa? Nắm tay thì có nhưng mà hôn thì chưa. Hôn là chưa. Hôn má có chưa? Chưa. Chưa luôn. Má chưa sao tới môi được, thôi khỏi hỏi câu sao ha. Trời đất ơi, khổ ghê này trời ơi. Có nhìn thấy một anh nào mà trong người mình sao xuyến chưa? Không, cũng bình thường chứ không, không có. Chắc không có. Ôi sao 34 tuổi mà chưa sao xuyến gì luôn hả? Rồi bây giờ em thí dụ như em muốn lấy vợ rồi thì em muốn lấy một cái người vợ như thế nào? Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Nói chung là biết nói chuyện, với lại biết kinh trên nhìn dưới rồi chị. Với lại chung thủy rồi. Chung thủy. Rồi, cô này là chung thủy đó. Cô chia tay bạn trai trước là tại bạn trai trước không chung thủy. Nhưng mà về ngoại hình thì như thế nào? Có cái chuẩn như thế nào không? Cao thấp mập ốm tóc tai quần áo hiện đại hay cổ điển? Cao 1m55 trở lên được chị. 1m55 trở lên, rồi. Nói chung là anh mặc cũng không có hở hang quá. Không hở hang quá, có phải gu thích truyền thống phải không? Rồi gì nữa? Em không thích con gái xăm hình. Trời ơi, cô xăm bự quá trời, ngay trước ngực thấy chà bá luôn. Xăm ví dụ xăm kín thì được chị. Nghĩa là xăm một mình em coi thì được. Dạ. Xăm mà người ta coi là không được. Dạ đúng rồi chị. Đúng không? Rồi tôi nói vậy phải đúng luôn á hả? Hiểu rồi. Em có xăm gì không em? Dạ không ạ. Nhớ có xăm chỗ kín kín một mình ảnh coi, đừng có xăm lộ ra nha. Dạ vâng. Vậy thôi đúng không? Tiêu chuẩn như vậy thôi đúng không? Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người chồng tương lai mình là người như thế nào? Dạ em muốn tìm một người là mẫu người đàn ông của gia đình. Trong tất cả các vấn đề thì phải đặt gia đình lên đầu tiên. Và chung thủy, biết chia sẻ việc nhà với vợ. Hỏi chỗ này cái đã, có biết làm việc nhà không? Chắc biết chị. Biết. Chắc biết là biết hay không biết? Cũng biết chị, nhưng mà làm biến làm. Dạ. Nhưng mà thí dụ sau này lấy vợ về thì có làm hỗ trợ cho vợ không? Có chị. Chắc không? Chắc. Chia đều ra nha. Dạ. 50-50 nha. Biết nấu ăn không? Cũng biết nấu chút chị. Chút, thôi vậy cũng được rồi. Còn gì nữa không em? Anh có mập không anh? Không mập. Em thích một người mập. Trời, lạ vậy.
anh này là dân thể thao, chơi các môn thể thao cho nên là anh không có mập lắm đâu. Anh là vừa người chắc chắn thôi. Đâu đâu cho có đem hình ảnh gì theo không? Có hình chị. Đâu cho chị mượn coi hình của em coi. Trời ơi sao đông người dữ vậy, nhìn lóa mắt rồi sao mà lựa ra được. Trời ơi trời, năm cô đó kiếm đi, đưa hình này chục cô là rối luôn. Rồi ảnh trong trọng á, kiếm ảnh đi. Roi roi, chơi các môn thể thao, 34 tuổi. Ai? Cô này hả chị? Tại sao chọn cô đó? Thích cô đó phải không? Được không, gả luôn cho. Em nghĩ là nghe tiếng thì giống cảm nhận như vậy. Ủa nghe tiếng mà nhìn hình biết luôn hả? Hay quá, rồi cầm cầm hình đi để ngồi nhớ ra có phải không? Kiếm ra anh đó chưa? Em này hả chị? Sao biết anh này? Tại vì chị nói roi roi nên em. Hay quá vậy ta, sao anh nào cũng roi roi mà hai người này hay dữ vậy trời. Rồi xin mời hai bạn nhìn về phía trái tim để mình kiểm tra xem cái ngày hôm nay mình cảm nhận đúng hay sai nha. Rồi bây giờ thì cánh cửa trái tim sẽ được mở ra. Rồi. Chào em. Đúng không các bạn? Chắc đúng rồi. Chắc đúng là đúng còn chắc nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Hay quá, vỗ tay cho hai bạn nha. Đó. Tặng em. Dạ em cảm ơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 63. Mét 63, ngồi xuống đi cưng. Em cao mét mấy? Dạ em 1m52. Mét 52 rồi, vậy đều rồi, đạt chuẩn rồi đó. Em cũng có món quà tặng anh. Này là quyển sách, với lại quyển sách này thì em thấy nó nhiều thông điệp rất là hay nên em muốn gửi nó tới anh và cái này thôi. Rồi cảm ơn em. Rồi sắp thì thấy rồi còn hộp quà gì nữa vậy, cúi ra coi người ta tặng mình quà gì. Cái đó bí mật mà. Anh bí mật đi. Cái gì biết nữa, lên đây còn bí mật nữa. À, cái đó là vậy? Cái đó là bức tượng ông bà già và trong bức tượng này là em thấy hai ông bà rất là hạnh phúc và về già người ta rất là bình yên. Và em mong rằng là sau này anh cũng, người phụ nữ của anh cũng được như vậy. Rồi cảm ơn em. Yeah. Sau này anh cùng em đi, anh cùng người phụ nữ của anh nữa, khổ ghê luôn vậy đó. Rồi thôi một món quà rất là ý nghĩa. Đọc đi, tôi thấy cái chủ đề này rất là đúng với hai bạn luôn. Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi. Em cũng phải thay đổi nữa. Ai đâu mà 34 tuổi mà còn trong trắng thơ ngay vậy, làm sao mà có kinh nghiệm lo cho vợ cho con được. Nhát quá, mạnh mẽ lên. Đó, em cũng vậy, phải thay đổi chút xíu ra. Cuộc sống mình mới thay đổi được. Rồi bây giờ chúng ta trò chuyện một chút xíu nè. Trước tiên là hồi nãy cổ đã nói quan điểm tình yêu của cổ rồi. Thì quan điểm tình yêu của em là như thế nào? Em nghĩ là khi mà yêu thì nếu mà mình xác định thì tiến tới hôn nhân. Xác định tiến tới hôn nhân. Em quen bao nhiêu lâu thì em nghĩ mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Nếu một mối quan hệ khoảng 1 năm á chị. Tìm hiểu khoảng 1 năm. Bây giờ vấn đề của hai bạn còn một số cái là hai bạn đều là nhát nè. Hai bạn đang là ở xa nè. Thì một chút xíu nữa hai bạn hãy trực tiếp trao đổi thẳng thắn vô cái vấn đề chính. Đừng có hỏi lòng vòng vô những cái vấn đề cụ thể để xem mình có cái phương án hay không, có cách nào để mình có thể tiếp cận nhau nhanh nhất hay là không ha. Hai bạn trao đổi với nhau thì Tường sẽ ra ngoài ít phút cho hai bạn có cái thời gian tâm sự riêng. Và trước khi đi thì Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Filmer. Đây là một set khai vị tổng hợp của nhà hàng Phim Mường, trang trí rất là đẹp mắt ha. Yeah. Nhớ ăn mấy đồ ăn thôi, đừng ăn than nha. Than là trang trí cho nó đẹp thôi, nhìn cho nó nóng nó hot. Rồi mời hai bạn thưởng thức đi ạ. Nhớ ăn rồi trò chuyện tự nhiên với nhau một chút xíu cho Tường quay lại nha. À, xin lỗi hồi nãy em không nghe rõ tên em tên gì nhỉ? Dạ em tên Sáu. Sáu. Dạ. Anh tên gì em cũng quên mất rồi. Anh tên Dương. Dương ạ, dạ vâng. Sáu ở trong này có anh em gì không? Dạ có, em vào đây ở với anh trai. Anh trai. Dạ. Anh trai cũng ở với Nhân Trạch luôn hả? Anh trai em ở Long Thành, trước thì em ở chung với anh trai nhưng mà sau đó em mở quầy thuốc thì em ra ở riêng mình. Dạ. Yeah. Anh ở chỗ nào? Anh trên quận 12 á. Trên Sài Gòn thì xa quá, em ít khi em đi lên ở trên này, em không biết đường ở trên này. À. Dạ. Yeah. Anh cũng ít khi xuống với Nhân Trạch. Vậy xa quá hả? Mời đi em. Dạ em mời anh. Ủa vậy em bán thuốc vậy là bán chắc là không có thời gian, ít thời gian nghỉ hả? Dạ bình thường thì có chuyện gì thì em vẫn đóng cửa em ra ngoài được. Nhưng mà có khi em lười á, em lười ra ngoài lắm. Nên hầu như là thời gian của em là ở nhà em bán thuốc không. Nãy anh làm gì em quên rồi. Anh làm bên bên điện đó em. Điện bên nhà máy tự động hóa, hệ thống bên nhà máy. Là công việc của anh lại đi nhiều hả? Ừ cũng đi nhiều chứ, đi nhiều. Vậy thời gian anh dành cho gia đình là có nhiều thời gian không? Nói chung cũng lâu lâu cũng gọi điện về hỏi thăm ba mẹ thôi. Ừ. Anh làm như vậy thì thứ bảy chủ nhật anh có được nghỉ không? Thứ bảy chủ nhật anh nghỉ. Anh có gì hỏi em được không? Em ăn đi. Dạ.
anh cùng ăn đi. Ừ, hồi sáng là em chạy xe lên trên này hả? Dạ, em chạy xe Honda lên. Em đi với bạn em với là... Dạ. Anh đi với ai? Anh cũng đi với bạn. À dạ. Còn em ở Quảng Bình là ở chỗ nào? Dạ, em ở huyện Quảng Ninh ạ. Quảng Ninh. Anh ở huyện nào? Anh ở Cẩm Thủy, trên chỗ suối cá. Sao rồi, nồi nói cái gì mà tôi ở ngoài tôi ngóng lỗ tai tôi nghe mà tôi không nghe được một cái gì luôn á trời. Nãy giờ có vô gì chuyện tình yêu chưa? Chưa chị. Trời, chứ nãy giờ nói chuyện gì vậy? Hỏi thăm. Trời ơi, thiệt luôn á. Ăn rồi ăn ngon không? Cũng ngon. Ngon, hồi đó giờ có ăn món Nhật lần nào chưa? Chưa. Chưa. Rồi còn em, sao em? Dạ em thấy đồ ăn cũng ngon ạ. Đồ ăn ngon nhưng mà nãy giờ sao cũng ảnh nhát rồi em cũng anh em có tìm hiểu được cái gì ảnh vô đời tư ảnh chưa? Dạ cũng chưa chị ạ. Trời đất ơi, rồi làm sao mà tìm hiểu, sao mà đi tới hẹn hò được. Bây giờ chị hỏi thiệt em nè, em làm tiệm thuốc, chị bán thuốc thì chị nghĩ 10 năm trời, bao nhiêu người đi qua đi lại, đâu phải ai cũng có chồng có vợ đâu đúng không? Thiếu gì chàng trai độc thân vô đó, tại sao lại em không tìm được một người nào cho mình, hay là em bị cái gì, hay em có cái suy nghĩ gì hay như thế nào? Chứ làm sao mà không có người được? Thứ nhất thì em chuẩn gơn á, và thứ hai là... Thứ nhất là sao? Em chuẩn gơn chị. Tại vì nhiều người kêu em là bị BD hay cái gì đó mà tới giờ chưa lấy chồng á. À. Dạ. Em là chuẩn gơn. Chị thấy em đúng là chuẩn rồi, tại vì em rất là thùy mị nè. Cho nên chị không tin là em không có một đối tượng nào mà tia em. Cũng có nhiều người nhưng mà em cảm thấy chưa có ai làm cho mình hài lòng. Lý do? Ủa, em có bị bất mãn đàn ông hay gì không? Hay sao vậy? Dạ không ạ. Tại sao? Tức là những người em gặp thì em chưa có cảm tình thì em sẽ không quen. Nhưng mà cái đó em không thích người ta, nhưng mà có anh nào cua em không? Nói thiệt đi. Dạ có. Cua là cua làm sao? Ví dụ người ta làm sao? Thì người ta xin số điện thoại xong rồi đi ăn, đi uống nước. Thì em không thích thì em không đi. Chưa bao giờ cho ai một cơ hội nào hết? Dạ cũng có, nhưng mà em đi ăn cũng có đi ăn, xong đi ăn về thì em cảm thấy mình không có tình cảm thì em dừng lại ở đó. Trời ơi em ơi, cái gì cũng phải có cái thời gian, phải chịu khó. Một lần một sao mà em nhận xét được con người được đúng không? Phải 5-3 lần, 7-10 lần chứ một lần sao mà được. Thôi được rồi, hồi nãy chị ra ngoài, chị rình rập, chị nghe hoài tụi em nói không chuyện được gì, thì chị có thấy là có người thân của tụi em đi theo. Thì bây giờ chị sẽ mời người thân của tụi em vô. Nhiều khi họ thân với tụi em, họ sẽ cho chị một cái vài thông tin gì, chứ nãy giờ chị tức cái cặp đôi này quá. Trời ơi, bố 34 tuổi còn trong trắng thơ ngay luôn. Mời người thân của hai gia đình vô góp vui câu chuyện, chứ chị căng thẳng quá. Đương ơi. Rồi, chào, dạ, chào anh. Rồi, mình là sao của bên Dương ạ. À? Chào chị Cát Tường, rồi chào tất cả bạn. Thì Dương đây là bạn học chung đại học với em. Nói chung là bạn Dương này rất là hiền hòa, rất là nhút nhát, lên đây thì run vậy thôi. Mà thực chất là đi ra chơi ngoài là anh em cũng đi rất là nhiều. Mà có con gái không chứ đi với mấy anh không? Con gái chứ không. Mà cũng vậy đó, đi con gái sao không có bạn gái nào xưa giờ chưa hung cái nào, chưa nắm tay cái nào. Bạn thân mà sao để cho bạn thân của mình nó như vậy? Tại vì môi trường làm việc trước đây đi học ngành điện tử cho nên là cũng còn là con trai không là nhiều. Rồi sau ra đi làm công trình điện này nọ kia, rồi công trình thì cũng tiếp xúc nhiều cho nên là nhiều lúc đi chỗ này chỗ kia liên tục. Chứ thực chất là bạn này là cũng làm rất là manly chứ phải không? Manly là một chuyện, manly giờ này chưa hung cái nào manly gì. Hôm nay là phải lên chương trình nhờ chương trình là mai mối cho một cơ bản là bạn này là cũng có công việc ổn định thì mình thấy thì cũng được. Bạn Dương coi sao thì hai bạn tạo cơ hội cho nhau. Tạo vấn đề giờ là Dương là người là nam, đúng không? Em đồng ý với quan điểm của chị Tường không? Đúng rồi. Dương phải mạnh mẽ, Dương phải đó, người ta phụ nữ. Nhưng mà đừng run chắc đó, người ta phụ nữ truyền thống. Bây giờ Dương phải là người chủ động, phải lập kế hoạch. Nếu mình muốn mình phải có cái kế hoạch, mình phải có chiến thuật, mình phải có thời gian, phải có đầu tư mới gặt hái được thành quả, đúng không? Chứ cứ vậy hoài làm sao mà được. Chị chỉ cho cơ hội gặp nhau thôi, chứ chị đâu thể nào mà chị làm gì thêm được nữa. Cho nên là tụi em trách nhiệm bạn bè là phải push Dương, phải xúc tiến cho Dương. Đồng ý không? Đồng ý. Đó. Rồi giờ còn em gái là sao của Sáu? Dạ em là em họ của chị Sáu ạ. Rồi. Em cũng ở chung với chị Sáu được 2 năm nữa. Ừ. Nên em biết chị Sáu rất là hiền và chị ấy rất là độc lập, tất cả các công việc của chị ấy và tự làm chủ được luôn. Cho nên trong cái chuyện tình cảm của chị ấy thì chị ấy rất là thận trọng. Cho nên là để bước qua chữ thận trọng đó thì cũng là một cái câu hỏi rất là lớn. Cho chị Sáu một lời khuyên, một lời khích lệ nè. Chị ơi, bây giờ em nhìn bạn trai bên này cũng rất là được ạ. Roi nhưng mà sau này về chắc là chị bổ béo lên được á. Cho nên chị hay chị cho nhau một cơ hội đi. Rồi về mình thông thỏa sau. Em có bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Rồi bên này có vợ chưa?
chưa luôn chị. Chưa luôn hả? Được không? Tôi không ấy hai người này xuống, tôi mời hai người này lên ngồi luôn. Rồi thôi giờ cảm ơn hai bạn nhiều nha. Đó giờ vô lại vấn đề mình nè. Bây giờ mình cho hai bạn thoải mái một chút nha. Cho hai bạn chơi một cái mini game nhỏ nhỏ. Bây giờ mình bốc thăm ha. Bốc thăm trúng thưởng ha. Trúng cái phần thưởng gì trong này thì mình sẽ hưởng cái phần thưởng đó ha. Đồng ý không? Dạ. Rồi, mỗi người bốc lá đi. Đọc lớn lên yêu cầu của chương trình. Bạn gái đọc trước đi cưng. Bạn có chấp nhận sống thử trước hôn nhân không? Và lý do tại sao? Bảo cho chị buồn thôi. Đọc sao thiếu chữ gái của người ta vậy cưng? Trời ơi, bạn gái có chấp nhận sống thử trước hôn nhân không? Và lý do gì sao? Rồi trả lời đi cưng. Mà em trả lời ạ? Ừ, thì bạn gái đàng hoàng mà em trả lời chữ bạn không, không có chữ gái trọng. Dạ, em xin trả lời câu hỏi này là em không chấp nhận sống thử trước hôn nhân. Lý do thì tại vì em cảm thấy là cho dù có chuyện gì xảy ra thì người phụ nữ cũng là người chịu tổn thương rất là lớn. Tại vì em cũng là một người rất là dễ bị tổn thương nên em sẽ không cho phép bản thân mình tổn thương thêm một lần nào nữa. Vậy em quyết định là không sống thử ạ? Không sống thử. Em có đồng ý hay là có suy nghĩ gì về quan niệm của bạn gái không? Thì em đồng ý chị. Em đồng ý phải không? Thí dụ em gặp một người bạn gái mà bạo dạn hơn mình rồi bạn gái cho mình có thử không? Thử với chị. Trời ơi, đó. Nãy giờ tôi thấy có ông nói con câu này là thẳng thắn mạnh mẽ thôi à. Rồi đọc câu hỏi của mình đi nè, tưởng em nói không luôn chứ. Bạn nam hãy thể hiện sức khỏe bằng việc hít đất 10 cái. Đó, cái này yêu chương trình yêu cầu phải Cát Tường, đừng nói Cát Tường lúc nào cũng bắt yêu cầu. Hồi nãy nghe đồn chơi thể thao dữ lắm mà. Làm đi cưng. 10 cái em gái đếm giùm đi em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bonus thêm cũng được. 9. Đó, người ta bonus thêm kìa. Thôi được rồi, để ụp mặt xuống dưới luôn, khổ lắm nè. Bây giờ á, mình thể hiện tài lẻ đi, mình hát hò văn nghệ cho nó vui. Còn cái chuyện về tình cảm, cảm xúc hai bạn dành riêng cho mình. Và một lát chỉ đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không thôi. Ai hát trước? Anh đi. Anh đi, mạnh mẽ lên anh. Mời anh. Hà Nội mùa này vẫn như cơn mưa, cái rét đầu đông, anh em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lỡ, lặng lặng thu bay một cõi đi về. Em xin hết. Rồi, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Không ai vỗ tay hả? Tới phiên em. Dạ, vậy thì em xin hát một vài câu thôi. Ở trong bài Cảm ơn tình yêu. Rồi. Lặng yên nghe con tim với yêu thương đồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi lặng thêm phút giây này. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Rồi nhẹ nhàng sâu lắng, cái style âm nhạc cũng gần giống nhau. Bây giờ chị Tường dành cho hai bạn mỗi người 30 giây nữa, hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Bạn trai chưa bao giờ nắm tay bạn gái một lần nào. Bạn có thể xin bạn gái được phép nắm tay qua trái tim này. Xem thử có một cái luồng điện nào đó, cái luồng điện âm dương nào nó truyền qua hai bạn hay không. Mời hai bạn. Anh nắm tay em được không? Em phải chồm qua, tại vì mỗi người đều phải chồm nó mới tới được. Cái này để sau được không chị? Trời ơi, cái này cái nắm tay giống như cái bắt tay. Em gặp khách hàng em nắm tay cũng là chuyện bình thường thôi em. Không có cái gì mà lớn lao đâu. Chị nào hung nhau kìa. Nắm tay đi cưng. Nhìn thẳng vào nhau 30 giây để cảm nhận, rồi chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng. Có điện giật không anh? Cũng hơi run run xíu. Rồi được rồi các bạn. Bây giờ hai bạn đặt tay vào nút bấm và sẽ nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của dì Tường, hai bạn đưa ra quyết định của mình và mình phải tự chịu trách nhiệm với quyết định đó. Bấm nút có nghĩa là mình cho nhau một cơ hội để được tìm hiểu. Còn thật sự nếu mình có cảm xúc, mình có chút tình cảm hoặc thật mình chưa cảm nhận được cảm xúc nhưng bằng lý trí mình suy nghĩ rằng cái đối phương này có thể là một cái người mình nương tựa được, có thể là một người phù hợp với cái mẫu người mà mình đang tìm kiếm thì mình cho mình cơ hội. Mỗi người tự đưa ra quyết định của mình nha. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Chắc là em xin lỗi anh nhé.
Thì nãy em cũng nói là tại vì cái khoảng cách á, cái khoảng cách của em với của anh ấy là hơi xa. Thường là cái tính của em thì nó cũng hơi khó một xíu, là cái bạn trai nào phải thật mạnh mẽ, kiểu là hơi lì một xíu thì mới lại có thể là làm em gục ngã được. Còn tại vì em thấy anh này cũng hơi nhát á, mà em cũng nhát là thì em sợ. Cũng có thể cái cảm nhận của em cũng đúng. Cảm xúc của em như thế nào? Thì em nghĩ là tới đây cũng là cái duyên rồi chị. Thì mình cũng nhấn nút để cho một cái cơ hội để mình tìm hiểu thôi. Thì không ấy thì mình cũng làm bạn thôi. Em thì rồi, cảm ơn hai bạn. Không có gì ạ. Mời hai bạn đứng lên ạ. Thì Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai em ha sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Em trai phải cố gắng mạnh mẽ hơn xíu nữa nha. Mạnh mẽ hơn, thoải mái hơn. Mình với lại mình thanh niên mình phải luôn chủ động trong mọi công việc thì các cô gái mới yên tâm để mà dựa vào. Đó, riêng em cũng vậy. Thì em thì phải mở lòng ra một chút cho mình cái cơ hội ha. Cuộc sống phía trước còn rất đẹp. Sau này biết đâu em tìm được một nửa yêu thương của mình rồi em mới nghĩ trời ơi sao mình lại ở không một thời gian dài như vậy. Rồi, cảm ơn. Chào chị. Đây là một buổi casting mà muốn hẹn hò để coi là các bạn nói chuyện như thế nào á. Thì bây giờ mời bạn giới thiệu sơ về cái thông tin của mình, về họ tên, tên tuổi quê quán, nghề nghiệp của mình đi. Dạ, em tên Quỳnh Thị Hồng Vân, sinh năm 2001. Hiện tại thì em đang sống ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là vừa đang học và đi làm. Em làm gì? Dạ, em đang shop quần áo á chị, em phụ shop quần áo của bà chị á. Ừ. Thì mình hiện tại thu nhập của em bây giờ là bao nhiêu? Dạ khoảng 9.500.000 một tháng chị. Trời ơi vậy nhiều rồi đó. Rồi. Mình có to lẻ gì không em? Dạ em chỉ em đi học như biên kịch hay là diễn viên thì thôi, ngoài ra là không có chị. Ý là mình có tài lẻ là mình có ca hát hay gì không á? Dạ không, em hát dở lắm. Rồi bây giờ em giới thiệu sơ về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm yếu của em á là em thì thức khuya, dậy trễ. Còn điểm mạnh của em á là thường thì nó tự nhiên giờ chị nói cái tự nhiên cái em cũng không quên, kiểu như quên ngang á chị. Điểm mạnh của mình ví dụ như là mình là người hòa đồng nè, vui vẻ nè, ví dụ vậy đó. Thì kiểu em thì cũng hoạt bát, cũng như hơi chọc ghẹo người ta xíu. Mặt chọc ghẹo cứ vui nha chị, chứ không phải chọc ghẹo cho tao quạo. Hay chọc ghẹo đúng không? Dạ. Ok, rồi. Vậy 2021 nè, em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có quen chị, kiểu như hết à chứ chưa có quen. Chưa có mối tình nào đúng không? Dạ. Rồi, làm sao rồi không mới 2021 mà sao mình lại mong muốn lên đây, ví dụ vậy đó. Mình có thể, mình còn trẻ, mình có thể có rất là nhiều mối quan hệ. Sao mình không có tìm hiểu hơn chẳng hạn vậy? Mẹ em hối nhiều quá. Kiểu ba mẹ thì cũng lớn tuổi rồi. Thì mẹ em kiểu như là cũng muốn có cháu á chị. Gì vậy em mới có 21 mà. Em kiểu như em thì em biết chị, nhưng mà mẹ em cũng nay cũng 60 mấy tuổi rồi. Ồ, rồi muốn em lấy chồng để con cho bà ổng cháu hả? Dạ, dạ đúng rồi. 21 giờ như ta, 22 tuổi. Đúng rồi. Rồi em cảm thấy là em bị áp lực về vấn đề đó không? Em nói chung là mới đầu thì cũng có, nhưng mà từ khi mà mẹ em kiểu như là hồi năm rồi á, mẹ em có một cái chuyện là biến cố sức khỏe á, là bắt đầu là em thấy cảm giác em hơi lo sợ. Bà bệnh hả? Mẹ em bị té chị, rồi ba em cũng bị xuất huyết não á. Nên là cái lúc mà ba em cũng tỉnh lại là ba em cũng hối em lấy chồng. Khi mà mỗi lần mẹ em kiểu như em đi
học thành phố về thì ba em cũng hỏi là có bạn trai chưa đi dắt về ra mắt. Thì em nói chưa có nha, kiểu như ba em buồn rồi ba em nói là sẽ như kiếm người chồng ở dưới quê gì bắt em về, nhưng mà kiểu em không chịu. Thì ba em nói là bây giờ là phải kiếm một người bạn trai hay là một người chồng gì đó để cho ba em yên tâm. Ok. Rồi bây giờ cái mà mong muốn bạn trai của em á thì như thế nào? Như là thông cảm cho em cái việc mà em vừa đi học đi làm, với cũng hiểu cho em về cái việc làm của cái việc học của em á chị. Tại vì em cũng học bên diễn viên á, nhiều khi cũng diễn sân khấu với diễn phim á là cũng tiếp xúc nhiều á, nên là cũng thông cảm cho em với dành thời gian cho em nhiều hơn xíu. Cũng kiểu như là hoạt bát xíu, đừng có trầm tính đó chị. Với như nhậu á, thì nhậu ví dụ như đám tiệc hay là lễ lộc thì nhậu ít thôi, đừng có mà ngàn kiểu như đừng có nhậu nhiều. Làm gì làm Cô đang làm gì? Rồi nói tiếp em sau đây. Cái kiểu mẫu mẫu của em là vậy, kiểu như vậy với anh Ghiên Tích Kiệt đâu á chị. Mẫu của em là giống như Ghiên Tuấn Kiệt ha. Dạ. Rồi còn giống ai nữa không? Chị Trinh, anh Trinh Phạm. Trời ơi, là phải bắt em có bắt buộc là muốn là giống hai người đó luôn không, hay là họ ngoại hình bạn trai chỉ cần là nhìn được là được thôi em? Dạ chỉ ngoại hình thôi chị. Như tính cách á, thì tính cách hay là gì đó thì cũng con em không có bắt buộc là giống hết, kiểu như cái thần tượng của em như vậy á. Bây giờ em mong muốn bạn trai như thế nào nào, ngoại hình nè, cao nhiêu? Khoảng 1 m 1 m 7, 1 m 7 hoặc 1 m 1 được rồi. Em cao nhiêu? Em cao 1 m 64 lận. 1m64. Rồi, ví dụ như bạn bạn trai thì nghề nghiệp gì em cảm thấy ổn? Văn phòng hoặc là bên kinh doanh đó. Bạn ấy ở đâu thì em thấy ổn? Dạ, ở nói chung là em cái chuyện quen xa quen gần em không quan trọng chị, miễn chỉ như mình hợp nhau, mình thương nhau là dành cho thời gian là được rồi. Ok, tuổi tác thì chắc lớn hơn em mà đúng không ha? Dạ. Ok, rồi. Đây là một buổi casting bỗng hẹn hò thôi. Nếu mà em được lựa chọn vào chương trình đó, sẽ có một người làm việc với em sâu hơn ha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. Tên em là Lê Thị Thơm. Công việc của em là điều dưỡng, làm tại bệnh viện sản nhi Kiên Giang. Trình độ của em là đại học. Quê quán của em là ở An Biên. Kiên Giang luôn đó đúng không chị? Dạ đúng rồi. Rồi mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm em nhé. Điểm mạnh hả? Điểm mạnh của em là kiểu mình có trách nhiệm trong công việc, vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu thì chắc hơi nhút nhát quá. Điểm yếu của em là hơi nhút nhát thôi, em không có cái những cái gì nổi trội, ví dụ như văn nghệ rồi là mình không không biết. Rồi chị tự chủ động chia sẻ đi ạ. Tụi em sẽ lắng nghe nhiều hơn ấy. Dạ. Có nghĩa là chị có thể chị hỏi thì em biết đường Em trả hỏi rồi lời, đó, chứ đường em tình không duyên biết của chị được. á, em hỏi con câu thôi nhưng mà chị phải Đừng chủ động chia sẻ. Ví dụ đường tình duyên chị thì như thế nào, rồi chị đã yêu bao nhiêu mối tình rồi, tại sao chia tay, mình chia sẻ nhiều giùm em ha. được đường tình duyên, có thể là em không có được nhiều mối tình, tại vì đi làm không mà không có Chị thời kết hôn gian. chưa? Chị từng Dạ kết hôn chưa chưa? chưa từng kết hôn Chị được bao nhiêu người, tìm hiểu bao nhiêu người rồi? được khoảng 2 người nhưng mà không Rồi. hợp thì thôi mình dừng Đúng lại. rồi, thì bây giờ chị lên chương trình thì là không hợp rồi, nhưng mà cụ thể là quen bao lâu rồi, tại sao mà không hợp, là không hợp cái gì cụ thể ra đó chị?
Nó thấy là mình quen xa quá, một cái khoảng cách xa quá mà Ở quen đâu mà khoảng xa? tìm hiểu hay ở nước ngoài. Rồi quen được bao lâu? Cái mối đó quen Khoảng được bao 2 lâu năm, khoảng 2 năm. vậy? Trời ơi, 2 năm luôn. Nếu mà xa không được Đúng. thì thôi 6 tháng chia tay rồi. Sao tới 2 năm mà Tại chia tay mới chia vì tay? người chung tình mà chị. Là sao lúc đó chị quen làm sao mà cuối cùng như thế nào mà chia tay? Mình quen thời gian rất là lâu, khoảng 2 năm, xong rồi mình là đề nghị là kết hôn, nhưng mà cái bên kia người ta kiểu như quen thôi thì được, nhưng mà kết hôn thì người ta không có đồng ý, nên Chị mình quyết quen định anh đó dừng ở lại đâu? ở Người ta Mỹ. đâu có ý định lấy chị đâu. Ở Mỹ. Ừ, là chị quen trong trường hợp Ừ. nào đó? Là chị biết họ có thật Trường sự độc hợp thân hay không? là Ừ. họ độc thân chứ mình không biết do cái điều kiện cuộc sống của họ làm sao, nhưng mà hay là sức khỏe hay sao mà họ không có, họ sợ, họ sợ có nghĩa là họ sợ họ không có sống được lâu dài với mình đó, nên họ không 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 chấp nhận cưới, nên mình dừng lại. Là họ lớn hơn chị nhiều tuổi lắm hả? Hay sao? 12 tuổi. 12 tuổi mà chị 84. Lớn hơn là bốn mấy 50 thôi chứ có gì đâu mà Dạ. sợ gì. Vậy nhưng mà tại sao duy trì suốt suốt 2 năm Tại cho nó mất thời gian? thì tại vì em đi làm á, em đi làm nhiều nên không có thời gian, thì cứ quen để đó. Trời ơi, quen để Có đó nữa. Rồi anh đó một năm mà có về thăm chị được lần nào không? Gặp được mấy lần? một năm về một lần, À có thì rồi à. có thể 2 lần nữa. Về thì về được thường xuyên, nhưng mà cưới thì họ mình đề cập cưới thì họ lại từ chối. Vậy sao chị chắc chắn là anh ta không có vợ bên đó? Có người quen, À, có người người quen của quen giới chị bên đó. thiệu. Ừ. Có thể chị nghĩ là cái tình cảm có khi là nó không có đủ không? Chứ làm sao mà đàn ông lại không muốn cưới vợ? Mình không hiểu, Ừ. họ như thế nào nữa, với cái cách Nói chuyện sống có nhiều xa không? quá. Ví dụ như Họ yêu xa vậy thì chị gặp chị gọi chị nói chuyện nhiều không? có nói chuyện Tuần được mấy lần chị? Lần mấy tiếng? có thể ngày nào cũng nhắn tin, có khi là gọi điện nữa. Gọi nói được mấy câu? Có thể là giờ nào em rảnh, em ra Ừ. trực hay gì đó, em ra trực em rảnh thì em có thể nói chuyện. Còn nếu ngày Ừ. nào mà công việc của em bận lắm, nhiều khi đi trực về giống như bữa nay là em ra trực, thì nó rất Ừ. là mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Mình ngủ cả ngày trực bệnh viện, Ừ. mà chị biết là trực một ngày mình có thể ngủ có khoảng 2 ngày nó còn mới lấy lại sức. Ừ. Cho nên cũng ít nói chuyện với cái anh đó đúng không? Yeah. Em nghĩ là vậy. À. Người Rồi rồi à. Người người thứ hai thì sao? Mối tình thứ hai thứ sao? hai có thể là do cái quá trình mà em học đại học đó, là mình đi Ừ. học mình lướt web nè, cái mình quen ở trên app, trên mạng, trên Zalo á, sau Ừ. đó cái em dẫn, bởi vì cái bản tính em giống kiểu như là mình trung tình vậy đó nha, xong cái em quen qua app mà chỉ nhắn tin gọi điện không, nhưng mà em chấp nhận em quen đúng 7 năm, là cái Mà người quen đó người qua thứ chắc nhất đó thôi. nha. Đúng rồi, em không thấy mặt, tại vì cái người đó luôn là lấy lý do là để là những cái lý do khác để mà không có cho mình gọi gọi Ừ. video để thấy mặt, mà chỉ nhắn tin có gửi hình rồi thôi. Nhưng mà em vẫn, do thời gian mình đi học nữa, mình cũng quen rồi, mình học thôi, mình cũng không có ấy, mà kéo dài khoảng 7 năm trời. Rồi Tới sao mà hồi chia tay? Ừ. em mới đề cập, em mới nói là cái thời buổi như thế này mình nó không có gì là không thể, tại vì người ta lấy lý do, ví dụ như là người ta nghĩ, người ta nói là người ta chở chị gái của họ đi công việc gì đó mà vô tình nghe điện thoại, nên nó hả vì một cái tai nạn đó mà làm cho cái chị gái của cái người đó mất, nên cái sự ám ảnh, nên đến cái thời điểm đó người ta không sử dụng được gọi điện thoại, lấy lý do đó. Thì mình là một cái người ngành y thì rất là thông cảm, xong cái mình cũng chấp nhận như vậy thôi. Quen được 7 năm tới cuối cùng mình cũng đề cập á, là cưới, xong cái không có đồng ý, rồi cuối cùng mình nhận ra, mình dừng lại, mình kết thúc, và mình nhận ra rằng á, là cái người này là giống như kiểu nữ, một người nữ đã thích mình
mà giả như vậy đó, mà dẫn dép hình đàng hoàng luôn chứ không phải là một cái người nam, nên em dừng lại luôn. Đó là hai mối tình, đó là nó hai mối tình đó là nó không có gì Ok. là ý nghĩa chứ em. Rồi ok chị, bây giờ thì chị muốn tìm một người như thế nào? Rồi tại sao làm trong đó mà không có người mà phải đăng ký chương trình? À, thứ nhất là mình không có thời gian để đi chơi, để tìm hiểu những cái môi trường mà có những cái người mà tương xứng phù hợp với mình, để tìm hiểu. Cái thứ hai là môi trường trong đó toàn là người bệnh không à. Lúc trước thì em làm bên người lớn, chăm sóc người lớn, giờ thì em đã chuyển qua làm cho em bé. Và mục đích của em là muốn nhờ chương trình là muốn tìm cái người, những cái người như là quân đội nè, công an nè, hoặc là những cái người bên làm viên chức nhà nước nó ổn định và chưa từng kết hôn giống như em, nhưng mà một cách nghiêm túc. Chưa từng kết hôn thì tuổi tác lớn lớn hơn chị hay là bây giờ bằng tuổi nhỏ hơn chị được bằng không? bằng tuổi bằng tuổi hoặc lớn hơn, nhưng mà nhỏ hơn thì chắc không được. Tại cái tuổi chị bây giờ người ta kết hôn hết rồi chứ có còn độc thân đâu mà bây giờ yêu cầu cái đó. Cái thời gian nó đã thay đổi rồi mình cũng thay đổi mình mới lấy được chồng chị ơi. 10 năm trước chị yêu cầu độc thân thì được. Còn bây giờ chị là bao nhiêu rồi? 84 là đã bao nhiêu rồi? 30, 38, hôm nay 39 rồi. 39 gần 40 tuổi rồi mà ông lớn hơn chị bốn mấy mà còn 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 nguyên si mà chưa có kết hôn là em nói thiệt chị cũng không rớ vô nổi đâu. Tại vì ổng khó Mấy chịu người lắm, ổng hay vậy chị biết cũng không? cũng khó chịu lắm, mới không lấy đi. Em cũng Nha. biết, ai biết Cho đâu nên cũng có người là hiếm làm không, sao. nếu mà chị muốn tìm á thì chị phải có một cái thay đổi về cái quan điểm trong cái cách chọn lựa yêu cầu của mình. 10 năm trước chị mới 29 tuổi thì còn còn khác, hiểu không? Còn bây giờ thì nó khác rồi. Còn nếu mà giữ nhiên chị giữ cái quan điểm này á, thì tụi em giữ nhưng mà mãi mãi chị tìm không ra. Chị không lấy được chồng. Chị hiểu ý em nói không? Có nghĩa Cho nên là là mình phải dựa vào cái thời cuộc nữa chứ không phải là mình yêu cầu thôi. Không phải ở phía chị không. Đó. em Đó. nghĩ nó cũng Nha. rộng lắm, em nghĩ nó cũng rộng lắm. Nếu mà có cơ hội thì sẽ gặp người bằng tuổi hoặc là nhỏ hơn một tuổi, 2 tuổi cũng được. Còn ví dụ như chị phải được có cái sự chọn lựa thôi. Ở đây mình như chị đã thấy là lớn tuổi hơn ít khi nào mà người ta độc thân đó. Mà độc thân người ta sẽ chọn một cái cô nhỏ hơn nhiều, đúng không? Nhỏ hơn nhiều và sinh con đẻ cái tốt hơn. Cái này em làm em biết nó thật sự là như vậy. Cho nên nếu mà mình có thể du di được đó, ví dụ anh đó ảnh ly hôn cũng được, nhưng mà điều kiện kinh tế ảnh tốt hoặc là những cái còn những cái vấn đề khác nữa. Còn độc Cuộc thân mà sống công việc còn lông bông này nọ kia thì cũng đâu có thể chọn được, đúng không? thế đối với em á, về kinh tế về cuộc sống em không cần họ lấy một người quá giàu có nữa, em tự lo được bản thân cho mình, em chỉ cần tìm người thật sự phù hợp. Tại Rồi, vì phù hợp là bản do mình tìm hiểu nha. Chứ em cũng thấy trong cái cách chị tìm hiểu là nó đang chưa có được ổn á. Có nghĩa là cái cách mình tiếp cận rồi mình xác định mục tiêu nó hơi bị hỏng bét quá. Nó mất thời gian của dạ mình lắm. không có thời gian mà lại gặp những cái người, nên nó làm mất mất Không có cái thời gian tuổi nên đôi tuổi khi là chị xuân không của sàng em lọc được. Thì mình phải để đó. vô nhiều mình mới sàng lọc được với giống tốt. Còn có nào chị hốt ở đó rồi đôi khi nó tào lao. Hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì Mình khó thì mình phải cho nên em mới nói là nên mở mở rộng vòng tay ra để cho mọi người có thể dễ tìm hiểu. Nhưng mà trong cái quá trình đó chị sàng lọc là chất lượng thì nó tốt hơn. Đó thì cái đó là lời khuyên của em thôi, còn tùy dạ chị. dạ nhưng mà theo em hỏi chị, sàng lọc là như thế nào, mình cần Sàng lọc phải hả? dạ Là hiện tại bây giờ mình sàng lọc là như thế sàng nào? lọc là chị phải có hàng với mấy sàng lọc. Ví dụ bây giờ hạt giống cũng vậy nữa, chị chọn những hạt giống tốt chị bỏ những hạt giống xấu, đúng không? Còn chị không có để chị sàng lọc, chị vô cái cửa hàng quần áo vậy, nó quần áo mà nó nhiều á thì cái cơ hội chị chọn được đồ đẹp nó mới nhiều. Còn chị vô có một cái hai cái thì buộc lòng chị mua luôn, dù là nó, chị hiểu ý em nói không? Dạ, bây giờ là Không, buộc lòng mua hả? đúng rồi, nếu chị không có quần áo mặc chị phải mua nó thôi, đúng không? Nói chung là chị có thể lên chị xem thêm một số cái clip về về cái vấn đề này, về tình yêu hôn nhân gia đình, mình học thêm những cái kiến thức. Tại em là chuyên gia tâm lý, ở đây là cái vấn đề ở bên ngoài thì em thấy cái vấn đề của chị em giới thiệu một chút xíu vậy thôi ha. Còn tại với cái góc độ chương trình mình không có nói nhiều được đó. Thì Thì ok theo em thì cái nguyện vọng của em là cũng nhờ chương trình, nếu mà tìm được những người rồi, như bên vậy em ghi đúng nhận đúng rồi. cái yêu cầu của em thì được, còn không thì em chấp nhận em sống vậy luôn á. Ok chứ rồi rồi chứ bên em mình kết nếu mà hôn chị được chọn á sẽ
có người liên lạc lại trao đổi thêm với chị nha. Nhưng mà như em nói vậy đó, cái cuộc sống mình thì mình lập gia đình nó là một cái điều rất là thiêng liêng. Còn nếu như cái quan điểm mình nó cứng nhắc quá thì đôi khi mình sẽ không gặp được những người tốt. Cái sàng lọc ở đây cũng có thể là cái việc đó mà chị tham gia chương trình, chị cởi mở hơn với những tiêu chí của chị. Tiêu chí của chị như vậy từ xưa giờ chị có tìm được ai đâu mà chị giữ nguyên. Một bài toán, một công thức thì y chang vậy, chị đi theo cách giải cũ nó ra kết quả bí y chang vậy đó. Còn nhưng tùy mà... chị thôi, ở đây tụi em ghét là muốn được thành đôi nhưng mà nó phải thay đổi tư tưởng rồi một chút xíu. Chứ còn giữ y xì vậy vô đây ai cũng khó hết đó chị, không phải mình chị khó đâu. Hiểu không? Vô đây thì chị ở ngoài chị khó 10, chị vô đây còn 5 thôi thì chị mới lấy được chồng. Vô mà chị khó y chang 10 ở ngoài thì ở ngoài chị tìm là dễ đó, mà còn không ra thì vô đây làm sao có được. Ha. Rồi ok, cảm ơn chị Thơm nhiều nha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi em cảm ơn chị. Dạ rồi. À để rồi. Tư vấn tâm lý hay hả hả cô ba? Hết thuốc. Là chị có nhà ngoài kia không hay là chị thuê nhà? Em ở cùng với người thân ạ, ở với bố mẹ, ở với gia đình ạ. Dạ. Mấy đứa ơi, chị nghe vang quá à. Tụi em tắt mic hay gì giùm chị với. Dạ vâng, chị có nghe rõ không ạ? Mic của em đó Nguyên Chi. Mic của ai á mà chị nghe nó vang ở bên phía tụi em nói chuyện, chị nghe hết á. Chị ơi, rồi, chị okay. Có nghe rõ em nói không ạ? Nghe chị tên gì, chị nhắc lại giùm em đi. Alo. Chị này, chị đang ngồi nghe gió hay sao á mà em nghe không được đúng gì hết. À vâng, thế để em chuyển vị trí một chút. Chị đừng có để gió nó thổi vô người chị, gió nó làm. Vâng ạ, em vâng ạ, được, chị đã thấy nghe rõ chưa ạ? Chị ơi, chị đã nghe được chưa ạ? Rồi nghe rõ rồi, chị nhắc lại cái tên chị giùm em đi ạ. Dạ vâng, vâng, em xin phép được nhắc lại ạ. Vâng, em tên là Minh Hậu, hiện tại thì đang sống ở Hà Nội. Quê gốc của em thì đang sống và làm việc ở Hà Nội. Quê gốc của em thì ở Thanh Hóa. Rồi, bây giờ chị nói điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của chị giùm em nha. Điểm mạnh của em và điểm yếu và vâng. Thế thì em xin điểm mạnh của em thì rất là giàu tình yêu thương. Giàu tình yêu thương và đối với em ấy, cái việc mà tình cảm ấy thì nó rất là, chuyện tình cảm ấy thì nó rất là quan trọng. Và nó rất là quan trọng, đặc biệt là đi đến cái cuộc sống hôn nhân ấy thì nó em có quan điểm là em chỉ mong muốn là chỉ một lần thôi chứ không muốn nhiều lần. Thế nên là tại vì nhà em thì bố mẹ thì cũng có tuổi ấy, nên là cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà dù là thời gian qua thì em cũng nỗ lực đi tìm, nhưng mà cho đến thời điểm này thì cũng chưa có ai phù hợp. Tại vì em rất là mong muốn là một người là đồng tâm, đồng lòng, đồng tư tưởng, để tức là sống thực sự là cuộc nhận hôn nhân là vui vẻ và hạnh phúc, để vượt qua cô kể cả trong bất cứ hoàn cảnh sóng gió hay như thế nào, bất cứ lúc nào, chứ không phải đi tìm niềm vui chốc lát ấy. Cho nên là em cũng gặp rất là nhiều người trong thời gian qua, thì em cũng gặp rất là nhiều người. Rồi vậy chị kể đi, chị gặp những người đó như thế nào, rồi lý do tại sao không được. À vâng ạ. Hiện tại cách đây lâu rồi ấy, thì em cũng có gặp một người, tuy nhiên là cái người này thì tại vì với em ấy, cái quan điểm của em ấy là vô tình hay cố tình là người thứ ba ấy, thì cũng không thể chấp nhận được. Thì em lại không may thì em lại thuộc trong chấp nhận cái tình huống đấy, thì em có gặp một người mà thực sự là em không biết là người đấy thì đã có gia đình rồi. Nhưng mà sau này thì em mới phát hiện ra ấy, tại vì trong quá trình thì em cũng rất là tò mò từ gia đình, người thân các thứ thì em cũng đều gặp, nhưng mà thực ra thì đấy lại là không phải là sự thật, mà lại đấy là một cái kịch bản. Thế sau này thì em mới phát hiện em được một người bạn, thì người bạn đấy thì của cái người đó, thì người đấy mới nhìn thấy được là em không phải thuộc cái tiếp người như vậy, cho nên là bạn ấy đã nói cho em cái sự thật. Thì sau đó thì em xác tín lại thông tin như vậy, thì sau đấy thì em chặn hết mọi sự và em cũng dừng luôn ở đấy tất cả mọi thứ. Thì trong thì em rất là sợ, từ đấy thì em rất là sợ, rất sợ là bị lừa như vậy.
Và rồi có nghĩa là chị chưa kết hôn lần nào đúng không ạ? Dạ vâng chị ạ. Rồi bây giờ ok chị, cái công việc chị nãy chị nói là chị làm sale bất động sản hả? Dạ vâng chị ạ. Là trước đó chị có học về chuyên môn gì không ạ? Trước thì em làm về kế toán chị ạ. Em cũng làm rất là nhiều về văn phòng, về kế toán, rồi về nhân viên văn phòng cũng nhiều Ok, vậy thì bây giờ cho em cái hình mẫu đi. Chị mong muốn tìm một người như thế nào? Ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. chị. Ngoại hình thì thực ra đối với em ấy thì ngoại hình ấy thì vẻ đẹp con người thì không phải nhìn qua một chút ạ. Tại vì em rất là sợ và là người bởi bản chất em là người mà tức là thông em kể một cái câu chuyện này thì chị có thể hình dung được em là cái con người như thế nào ấy. Tức là em có một cái bộ phim em rất là ngưỡng mộ cái nhân vật đấy. Đấy là có một cái bộ phim mà có một cái anh ấy là kỹ sư. Thì anh ấy được giao cho là làm thiết kế để làm cái công trình làm một cái đập nước ấy. Thế thì vợ anh ấy là một thị trưởng. Thế nhưng mà khi anh ấy làm ấy thì do cái kinh phí mà để mà hoàn thành cái đấy ấy, thì nó rất là cao. Thế nên là cái đối tượng máy thì đã rút anh ấy ra và đưa một nhà đầu tư khác và bảo thay đổi cái bản thiết kế thì anh ấy đã không đồng ý bởi vì anh biết là bản thiết kế đấy thì sẽ rất là nguy hiểm. Thế nên là tuy nhiên là vì cái kinh phí của anh ấy không đáp ứng được ấy, cho nên là người ta đã thay và toàn bộ thì trong quá trình anh ấy bị loại ra. Nhưng mà trong cái quá trình thời gian loại như vậy ấy, thì anh ấy cũng rất là đau lòng, anh cũng rất là lo lắng và đau lòng và luôn luôn quan sát sao cái công trình đấy, cái đập nước đấy. Thì thời gian trôi thậm chí hàng 10 năm rất là nhiều lâu đi thì mọi người thì nói anh ấy là một người điên, còn vợ anh ấy thì và tức là cũng không không tin vào cái lời nói đấy anh, nhưng mà trong lòng anh ấy thì rất là quan tâm về cái việc đó và cảm thấy rằng là rất là nguy hiểm bởi vì cả một cái đập như vậy thì nó ảnh hưởng đến cả toàn bộ cả một cái người dân rất là lớn như vậy ấy. Thì sau mỗi lần đi làm thì anh vẫn quan sát và xem, thì một hôm anh ấy nhận ra anh ấy thấy cái vết nứt thì anh ấy đã thấy ra cái độ nguy hiểm bởi vì với là một kỹ sư có tâm và có tài như vậy ấy, thì anh đã biết được là nếu mà cái độ nứt như thế này thì sẽ trong bao lâu thì cái đập này nó sẽ bị vỡ và vỡ thì sẽ ảnh hưởng đến toàn cái thành phố đấy như thế nào. Thì anh đã ngay lập tức anh ấy gọi cho vợ anh ấy là cái sự nguy hiểm như vậy và với cái sự thuyết phục của anh ấy thì vợ anh ấy cũng tin và bắt đầu là cho mọi người dân là di chuyển khỏi cái khu vực đấy. Tuy nhiên là vì cái sự tính toán của anh ấy như thế nên là cũng đã giảm thiểu đi rất là nhiều, may quá không ai bị làm sao. Nhưng mà có nghĩa là thế em là thuộc cái tiếp người là cũng hơi giống kiểu cố chấp như anh ấy nhé. Nếu mà cái gì mà làm mà nó tốt ấy sẽ cố gắng hết mình cho dù là mọi người không hiểu hay là như thế nào ấy thì em cũng sẽ như vậy. Thì em cũng rất là mong là một người có trái tim nhân hậu và cũng có tình yêu thương lớn và có tức là có thể đồng cảm và hiểu và thông cảm cho tất cả những cái việc gì mà em làm, những cái gì em làm thì đều là những gì mà em mong muốn, đó là những sự tốt nhất và em phải là sự sát tín và em cũng phải tức là phải có sự nghiên cứu chứ em không làm một cái gì tùy tiện cả và mong là cái đối phương của em cũng là người có thể hiểu và thông cảm và tức là có thể là đồng lòng đồng tư tưởng ấy giúp em thế thôi ấy. Em chỉ đơn giản thế thôi. Rồi khu vực tuổi đấy. Tác thì như thế nào, cái tuổi bạn thì, đó thì sao? Vâng, thì cứ từ tầm tầm tuổi em cho đến 10 tuổi ấy. Ngược lại mà kể cả có gia đình thì em cũng không vấn đề gì cả ấy, cũng tức là ý là đã qua một lần rồi thì cũng không sao ấy, hay là có con thì em cũng không rồi là... ok chị đấy thôi. Rồi chị chịu theo chồng không? Cái khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Trung hay như thế nào? Vâng, em rất mong là sẽ ở gần khu vực Hà Nội, gần lân cận đấy ạ. Rồi, vì là gia đình em cũng đang ở đấy, mẹ em thì... Rồi. Rồi, ok chị, nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc lại cho mình nha. Ừ. Dạ, vâng ạ. Rồi, cảm ơn chị. Dạ rồi. Vâng ạ. Chị ạ. Hãy subscribe.